nay chúng ta sẽ cùng nhau học tất cả các cái bài tập có trong quyển sách Đạo Đức Lớp 1 nhé. Và bài hôm nay chúng ta bước vào đó chính là bài 1 với chủ đề chăm sóc bản thân. Bài 1, em giữ sạch đôi tay. Các bạn cùng nhìn lên sách giáo khoa của chúng ta nhé. Rồi phần 1, các bạn sẽ cùng nhau khởi động bằng hát bài hát Tay Thơm Tay Ngoan của tác giả Bùi Đình Thảo. Phần tiếp theo khám phá câu hỏi vì sao em cần giữ sạch đôi tay. Nếu không giữ sạch thì điều gì sẽ xảy ra? Các bạn ơi, đôi tay rất là quan trọng đối với chúng ta nhé. Đôi tay sạch sẽ thì giúp chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh. Nếu như mà chúng ta không giữ sạch đôi tay hoặc đôi tay lấm bẩn và chúng ta vô tình ăn hoặc là bốc thức ăn thì nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể chúng mình đấy. Các bạn có thể bị gì nhỉ? Bị ốm, bị đau bụng và nguy hiểm hơn nữa là có thể đi viện đấy các bạn ạ. Các bạn có thể giữ sạch đôi tay bằng cách gì nhỉ? Rửa tay thật sạch dưới xà phòng sau mỗi các hoạt động vui chơi này, hoặc là đi vệ sinh chúng ta, hoặc là trước khi ăn chúng ta đều phải rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước nhé. Sẽ có 6 bước rửa tay dưới 6 bước rửa tay với xà phòng dưới vòi nước. Bước đầu tiên là làm ướt tay. Bước thứ hai là gì nhỉ? Chà xà bông vào hai lòng bàn tay. Bước thứ ba là dùng các ngón tay của bàn tay này chà sát vào kẽ giữa ngón tay của bàn tay kia và ngược lại. Bước thứ tư đó là lấy lòng bàn tay của bàn tay này xoay đều, xoay tròn từng ngón tay kẽ tay của bàn tay kia, và chúng ta sẽ làm ngược lại với lại bàn tay còn lại. Bước thứ năm là chúng ta sẽ phải rửa sạch tay dưới vòi nước, và bước thứ sáu là chúng ta phải lau khô tay đấy các bạn ạ. Rồi tiếp theo chúng ta sang phần luyện tập. Những bạn nào dưới đây đã biết giữ gìn đôi tay? Bạn Mai rửa tay dưới vòi nước với xà phòng. Bạn Nam để quần áo vào tay rất là lấm bẩn nè. Bạn Hùng thì đang gì nhỏ? Cắt móng tay. Còn bạn Cúc thì đang lấy tay ngoáy mũi đấy các bạn ạ. Như vậy chỉ có bạn Mai và bạn Hùng là biết giữ vệ sinh cho đôi tay của mình thôi, đúng không nào? Câu hỏi tiếp theo, hành động nào nên làm, hành động nào không nên làm để giữ sạch đôi tay? Một là rửa tay xà phòng, hai là lau tay, ba là nghịch cát, bốn là cắt móng tay. Vậy là chúng ta sẽ chọn đáp án 1, 2 và 4 các bạn nhé. Rồi chúng ta hãy cùng chia sẻ với các bạn về cách giữ sạch đôi tay nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của kênh đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.